Hey, chào mừng các bác nha. Thì bây giờ là đã là tháng 9 rồi. Chỗ miền Tây thì mưa lai gai rất là nhiều. Hôm nay cũng là một buổi như vậy. Trời mới mưa xong. Mưa xong chừng vài tiếng thì phải. Không khí sau mưa ở đây thì yên tĩnh, vắng lặng, khá là buồn. Trời mưa phát là cây cối xanh tươi liền. Hiện tại thì bây giờ là 5 giờ. 5 giờ mà trời còn cũng khá là, gọi là khá là sáng đó. Bây giờ thì mình đi sẽ kiếm vài buồng dừa để mình hái uống. Tại mình trồng cũng khá là nhiều, 1, 2, 3. Ở phía sau mình còn khoảng bao nhiêu cây nữa nhỉ? 4-5 cây gì đó. Đấy. Thì giờ dừa này là gọi là dừa dâu. Bạn thấy không? Trái nó rất là nhỏ. Dừa này uống rất là ngọt. Và cây nó cũng lùn lùn, nó không cao đâu. Cây nó tầm khoảng tầm như thế này. Cây này khoảng tầm 2 mét mấy thôi, không cao lắm, 1 mét. Cái này thì tầm 2-3 mét là cùng. Nói chung là dừa này rất là nhỏ, rất là dễ hái. Không khí sau mưa thiệt, quá yên tĩnh. Thì trong lúc mình nói nhảm khúc này á, thì ở phía sau thì dừa cũng hái xong rồi. Mình chỉ ra mình chặt uống thôi. Giờ mình sẽ đi ra phía sau để mình lấy dừa uống. Thì đường đi ra khúc xà nhà sau của mình. Bây giờ thì vì mưa nhiều quá nên rong nó mọc rất là nhiều. Đi không cẩn thận là té sấp mặt. Mình không cũng tận dụng trồng cây cây ở này, cây ổi. Thì ổi nó nhiều cái giống rất là lạ, cây chút xíu à. Nhưng mà đã có trái rồi. Không tin được. Thiệt nhiều giống giờ nó cải tiến, không cần to cao vẫn có trái. Đây, những cái quả nhỏ. Lúc trước mình có những cái cây nhỏ tầm bờ đây thôi, đã có một cái trái rồi mà lúc đó mình không có quay. Rong rất là nhiều. Khi không cẩn thận là té. Mấy cái này có không? Sao không có. Đâu chặt thử cái này. Cái này ta còn có nước này. Cái nào không nước tại nó đã quá trời sai. Nhớ vậy là thả cửa còn hay gì? Chưa. Nghe nó chưa rồi. Để cho nó khô rồi. Thì dừa này mình để hơi, nó hơi quá, nó hơi già rồi. Cá nó hơi dày. Thường cái cá nó mỏng khoảng tầm mỏng hơn phân nửa cái phần này thôi là chúng ta có thể hái uống được rồi. Này uống ngọt gắt luôn á. Dừa cái thì cái này nó dày quá mình khó nại rồi mình ăn thôi. Cái mỏng thì mình dễ nại ăn hơn.
Với lại ăn trái dày này thường nó rất là nó cứng và nó cũng nó khắc dầu nữa, nên thường là cái hơi hơi cái lớp cái mỏng là mình có thể hái mình uống được rồi, vậy nó sẽ ngon hơn. Nhỏ xíu mà còn có nước uống cực kỳ ngọt luôn, giờ này uống là ngọt gắt luôn á. Này là cái những cái quả to hơn, những quả to này nước sẽ nhiều hơn thôi, nhìn chung uống nó cũng rất là ngọt, mặc dù nó trái nó có xanh như thế này. Thì trong khi chặt dừa uống á, thì bên cạnh nhà là bà dì phải có tài trợ cho một cái gỗ, một gỗ chôm chôm. Kể cái loại chôm chôm này á, thì là chôm chôm Thái hoặc là chôm chôm Thái hay chôm chôm gì đó, ăn rất là ngọt. Nhưng mà cái loại này là cái loại dạt, tức là cái loại mà bán đi nó bị dạt ra, nó bán rất là rẻ. Tuy nhiên thì các bạn đừng có gọi là chê những cái loại này nha, thật sự là cái loại này ăn rất là ngon mặc dù nó rẻ, và nhìn nó cũng nó nhìn nó xấu xí, màu nó không có đồng nhất như thế này nè, nhưng mà ăn rất là ngọt. Và cái của nó cũng khá là dày như cái trái này. Mình sẽ bẻ thử cái trái này cho các bạn xem. Đây là cái quả lúc nãy, tại mình vừa cầm máy mình quay nên mình không có thể quay hết cho các bạn được. Mình ra đây mình bẻ cho các bạn xem, các bạn thấy không, đây là hàng dạt đó mà nó cháy như vậy á. Không, rất là ngon, mặc dù giá nó rẻ hơn rất là nhiều so với cái trái nó đẹp đẹp á. Nếu các bạn đừng trái cây, các bạn đừng có ham mà đồ đẹp nha, đồ đẹp toàn đồ thuốc không á. Những cái trái mà nó dạt dạt ra vậy mới ăn nó rẻ mà nó ít thuốc hơn. Và thậm chí có những trái là thậm chí nó không dùng thuốc nữa, như là những quả thanh long á, các bạn ăn những quả thanh long mà nó dạt đi á thì rất là tốt. Vì một người bạn mình trồng thanh long nói là những cái quả dạt đó là những cái quả hoàn toàn không có thuốc, vì những cái quả dạt đó là người ta sẽ loại ra, là người ta sẽ không có chăm thuốc cho nó. Nó dạt thì chỉ chăm cho những cái quả nào nó có phát triển to thôi, để ăn những quả dạt thì đôi khi nó lại hay, nó lại tiết kiệm và nó lại tốt cho sức khỏe của ta. Vì những cái loại khác mình không biết nha, nhưng những cái quả dạt mình nghĩ là sẽ ít thuốc hơn, vì nó không có thuốc nó bị đẹp như thế này. Nếu có thuốc thì nó to phình phùng, nó đẹp rồi đúng không, nó vẫn đỡ hơn. Thì sẽ ăn thử nha, mời các bác nhé. Rất là ngọt. Rồi. Nhưng mà trái này nó không có chóc ra. Có những trái hàng dạt mà cái cơm của nó chóc ra khỏi vỏ ăn rất là ngon. Cái này nó còn hơi dính vào cái hộp à. Chứ mà ngọt ngon. Cái này là đúng là ngon bổ rẻ. Hiện tại bây giờ thì cũng là 5:40 rồi, thì trời cũng đã bắt đầu hơi tối tối rồi đó. Thì video của mình cũng kết thúc tại đây ha. Bây giờ mình phải đi lấy đồ đi tắm thôi, trễ rồi. Rồi, chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye.